chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Vườn Lan Hoàng Quỳnh em. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 5 các bác nhé, năm 2021. Thì trong cái quãng thời gian vừa rồi em có một số những cái video hướng dẫn ấy, đặc biệt là những video hướng dẫn phòng thối nhũn cho cây hoa lan ấy bằng nước vôi ấy, thì có nhiều bác hỏi tỷ lệ như nào. Thì hôm nay em sẽ là pha trực tiếp nha các bác nhé, và chỉ hướng dẫn cho bác cách tưới luôn. Thì cái tỷ lệ vôi ấy thì nó rất là đơn giản đấy các bác lấy 5 kg vôi bột nha các bác nhé, cái vôi bột ấy, và các bác ngâm với 200 lít nước. Các bác ngâm qua một đêm, và các bác lấy những cái nước mà nó khi mình ngâm qua một đêm các bác nhá, thì cái nước của những cái cắn vôi nó sẽ, đầu tiên các bác cho vô nước và các bác phải ngóng đều lên, và khi mình ngâm qua một đêm và cái nước cái vôi nó sẽ bị sẽ ngấm xuống dưới đáy của cái chậu, và mình sẽ múc lại những cái nước mà nổi trên mặt chậu này và mình tưới cho cây các bác nhá. Thì cái cách tưới này như sau, cái cách tưới là như vườn nhà em thì là một tuần tưới một lần các bác nhá. Hôm nay là chủ nhật thì vườn em hay tưới vào chủ nhật các bác nhé, cứ chủ nhật buổi chiều các bác nhé, các bác nhớ là tưới vào buổi chiều. Thì bây giờ em sẽ tưới trực tiếp cho các bác xem cái cách tưới như nào. Nói như này thì nó sẽ dễ nhất, và các bác cùng xem nhé. Đây là cái phôi các bác nhé, phôi này, cái này có thể thoải mái luôn các bác ạ. Đây rất là mát. Đây ví dụ đây một chậu lan các bác nhé, các bác tưới đẫm nhé, tưới ướt hết. Đầu tiên là chúng ta tưới thân lá này các bác này. Đấy, tưới hết thân lá đi. Đấy, thân lá. Đấy. Các bác tưới ướt hết thân lá cho em. Và các bác tưới ướt đẫm hết giá thể các bác nhá. Các bác tưới thật đẫm nha. Tưới thật đẫm, bao giờ vào chậu lan nó chảy nước trong vòng vòng như này các bác này. Có nghĩa là đã ướt hết rồi, tiếp tục các bác tưới vòng quanh cái chậu này các bác này. Cái này thì nó hơi tốn nước vô một chút coi nhá, nhưng mà nó rất là rẻ thôi. À mà thông báo với các bác là mỗi một lần ngâm thì anh em chúng ta sẽ sử dụng được trong vòng 5 lần các bác nhé. Nên 5 lần ngâm vôi thì nó đổ đi và chúng ta tiến hành dùng cái mới. Thì cái nước vôi này có tác dụng diệt khuẩn và bổ sung canxi các bác nhé. Bổ sung canxi và đặc biệt nó phòng thối nhũng cũng khá là ok. Và đặc biệt hơn nữa là nó không gây hại cho con người. Các bác có thể thấy là đây là cái dàn lan của em nhé. Đây là trên mái nhà anh em vẫn sử dụng bình thường. Nhà em còn đang có con nhỏ cơ. Thì và nó rất là an toàn, các bác có thể em sờ tay và thoải mái vô tư luôn, không ảnh hưởng gì em luôn nhá. Đây, và tiếp theo là các bác không phải lo về cái vấn đề mà cho những cái cây nhé, nó sẽ không ảnh hưởng đến cây đâu. Đây sẽ tiến hành tưới cho các bác một chậu lan mà rất là gọi là cũng khá là cao tiền ở vườn nhà em. Đây là chậu long kính trắng bạch tuyết các bác nhé. Đây là chậu long kính trắng bạch tuyết này các bác này. Đấy, chậu long kính trắng bạch tuyết này thì em mua nó có giá gần 4 tỷ các bác nhé. Gần 4 tỷ thôi, nhưng mà nó thiếu là hơn 3 tỷ 6 các bác, 3 tỷ 6. Đây chọn 3 tỷ 6 mà em vẫn áp dụng tưới bình thường các bác nhé, thì các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Đây, tưới cho bác xem. Tưới thật đẫm nha các bác nhé, các bác tưới đẫm càng đẫm càng tốt các bác nhé. Các bác không quay giá thẻ này. Đây, tưới thêm chậu long cánh trắng HO cho các bác xem nhé. Long cánh trắng HO này đang rất nhiều là kỳ các bác này. Rất nhiều kỳ đẹp, kỳ bây giờ lên khoảng 5 sen rồi. 5 sen với lại 5 đến 6 sen rồi. Có những kỳ thì bắt đầu ra nhú như này các bác này, rất là đẹp các bác nhé. Thì mai sẽ làm cái video để chia sẻ cái kỳ long cánh trắng HO với các bác. Bác nào có nhu cầu cần long cánh trắng HO thì các bác cứ alo cho em. Nụ rất là ok, tưới lên cả. Đây bây giờ em sẽ nhờ từng cô em nó tưới các bác nhá. Đấy, rất là ok các bác, tưới cả vườn nó các bác nhá. Đây là chậu 5 cây trắng HO này, tưới ra kia tí nha. Mời các bác ngắm nhá các bác nhá. Mầm gốc này. Mầm gốc rất là phê, mầm gốc nhà em bây giờ nó khoảng tầm 25 cm này các bác nhá. 25 cm. Tưới chậu khác đi, tưới chậu khác đi. Đấy, 25 cm này các bác này, rất là ok luôn mầm này các bác này. Xanh mướt luôn các bác nhá. Nụ này rất là nhiều nụ luôn, năm nay HO rất nhiều nụ đây này. Nụ 5 cây trắng HO này các bác này. Đấy. Nụ 5 cây trắng HO này, chậu này được rất nhiều nụ này các bác này. Đây những nụ 5 cây trắng HO nhé, các bác để ý là những cái nụ 5 cây trắng HO nó rất là xanh nhá. Nó xanh như kiểu là nó xanh như kiểu là quả ớt đấy các bác. Đây này. Các bác nhìn cái kỳ nhà em nó nhỏ tí đã ra rễ này. Đấy, rất là bé nhá, rất là bé ra rễ rồi nhưng mà kỳ rất là mập này các bác này. Rất là mập thì em làm theo phương chất của bác, tính chất bắc cầu. Đây làm từng chiếc một. Đây. Nụ này các bác này. Nụ này. Đây này, các bác nhìn này, đây là cả kỳ cả nụ này. Đây là một cái kỳ và một cái nụ các bác nhá. Cái nụ rất là xanh rồi.
cái nụ này chắc khoảng tầm 15 ngày nữa thì mời các bác ngắm 5 cánh trắng HO. Nói chung là nếu anh em hiểu đúng nguyên tắc làm của một bông hoa 5 cánh trắng HO thì khi năm 1 chúng ta có thể làm vô tư các bác nhá. Cái này thì em dùng phương pháp là xé lá và nhỏ trực tiếp cái dưỡng chất AB, và trên bài em đã có hướng dẫn với các bác đấy. Một video ấy. Đấy, các bác thấy không? Cây 5 cánh trắng HO này, cây này khoảng tầm trên 2 mét các bác nhá. Thì để mai em sẽ làm cái video chia sẻ cái kỳ, mai ngoài kia hôm nào rỗi em sẽ làm chia sẻ những cái kỳ này cho các bác nào nhá. Các bác có thể gửi tại vườn và các bác có thể là mang về, và hơn nữa thì các bác có thể là đợi khi cây này ra hoa rồi các bác hãy cắt. Đấy là tùy các bác. Còn em thật các bác rất là phê luôn, rất là nhiều 5 cánh trắng HO này các bác này. Em xin mời các bác ngắm một số cây nữa. Đây này. Đây những bộ mầm này các bác này, những bộ mầm này rất là đẹp này các bác này. Đấy. HO này cây này nó hơi nhỏ nhưng mà cũng khá là ok. Bản lá đi đang chen chúc nhau. Thì năm nay những cái cây như này sẽ khoảng được khoảng tầm 1 mét các bạn, chăm sẽ được 1 mét. Đây là 5 cây trắng Phú Thọ này. Rất là nhiều cây luôn, 5 cây trắng Phú Thọ. Kia là Bạch Tuyết thì em vừa giới thiệu các bác ở đây, các bác ngắm Bạch Tuyết nhá. Bạch Tuyết này hôm trước em bán 3 kỳ là gần 2 tỷ các bạn, tỷ 9. Thì em mua một chậu này đã là 3 tỷ 6 rồi. Còn chất nhiều, tưới thoải mái, tưới hết 100% luôn. Cái này thì em đang làm kỳ này, thằng cu em nó không biết. Nhà em thì rất nhiều việc, không phải như Hoành Lan. Này nhờ nên quay video hộ thôi. Đây cái này đang làm kỳ này các bạn này. Thì cái chỗ này em làm kỳ em cuốn giấy vào này. Còn cái chỗ này thì là em để làm hoa. Em làm hoa thì em sẽ để không để cho nó đón nắng, và nó đón nắng lại thì nó sẽ ra được nhiều cái, nó sẽ tỷ lệ ra hoa sẽ ra cao hơn, chắc chắn là sẽ có hoa các bác nhá. Vì em làm hoa khá là ok. Nói thật với các bác đấy, bởi vì em áp dụng rất nhiều. Đây là những cái kỳ mới lách này các bạn này. 5 cây trắng Phú Thọ này. Không phải là những cái kia, những cái kia kia thì em lại cất một chỗ khác rồi. Đây là 5 cây trắng Phú Thọ này các bác này. Rất là đẹp đúng không các bác? Nọn lá mở rất là ok luôn. Đây là 5 cây trắng Phú Thọ này các bác này, rất là nhiều Phú Thọ nhá. Năm nay em vẫn làm Phú Thọ rất là nhiều vì là cây Phú Thọ nó vẫn là cây tiềm năng, và nói chung là ai chơi lan cũng muốn sở hữu 5 cây trắng Phú Thọ các bác. Nên là không thể phủ nhận được cái 5 cây trắng Phú Thọ. Không thể bỏ 5 cây trắng Phú Thọ đâu, trừ trường hợp là sau này nó sẽ rẻ, giá nó sẽ rẻ thì thôi. Còn 5 cây 5 cây trắng Phú Thọ thì mãi mãi là lúc nào cũng phải có người chơi các bạn. Đây là những chậu này, cho các bác xem này. Những cái kia nhỏ của em đã ra rễ rồi nhá. Mai kia em sẽ làm một cái video chia sẻ với các bác là cái cách để làm những cái kia, cái kia nhỏ như này đã ra rễ các bác nhá. Trời bây giờ nó tối rồi, sầm sầm tối rồi. Ra hết rễ này các bạn này, các bác nhìn rễ không? Đây là giò lá mít này các bạn này. Giò lá mít này. Lá rất là đẹp luôn. Cực kỳ ok luôn. Thì em không tiện xách xuống cho các bác xem. Đây là những cái cây nó đi ngọn này các bạn này, phê không? Mầm gốc này các bác nhìn này thôi, nó phải được gần 450 cm này các bạn. Những cây như này này. Mầm gốc khoảng 450 cm các bác nhá. Đây. Đấy, rất là đẹp này, HO này. Nhiều cây lắm, vườn em thì khá là nhiều cây. Đây là những cái chậu cây các bác nhá, những cái chậu cây mà em đang phục hồi những cái kỳ nhỏ các bác nhá. Đây này. Đây là chậu mỹ nhân này. Mỹ nhân chậu này cũng đang phục hồi này các bác này. Đây là cũng là chậu 500 Phú Thọ này đang phục hồi này các bác này. Em đang phục hồi lại nhé, coi nhé, kể cả những cái chậu kia như này này, các bác này, cho các bác xem. Đây là những cái chậu kia nhé các bác nhé. Em tắc sáng một chút. Đây là những cái kia, đây là những cái kia của cây 5 cây trắng HO, nhưng mà cái kia này, cái thân nó quá nhỏ nên làm kia nó không được đạt cho lắm. Và đây có một bông hoa này các bác này. Đây có một bông hoa nhé các bác nhé. Các bác mua 5 cây trắng HO ở đây nó tối nó khó lấy nét. Đây có bông hoa này. Thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé, tất cả những giò cây như em đều là ra hoa thì em mới bán nhé. Chứ em không bán ảo uông theo kiểu là mua của người này tin người kia đâu. Mầm gốc này các bác này. Mầm gốc siêu phê luôn. Siêu phê luôn các bác nhé. Bản lá to đẹp chưa các bác ơi. Các bác xem mầm gốc này, tưới thật đẫm vào nhé, tưới càng đẫm càng tốt. Một số cây đang ở trong phòng kia thì em chưa cho ra. Nhưng không phải chưa cho ra mà những cái cây phục hồi có tưới. Bảo lấy thêm nước vôi đi để tưới thật đẫm vào đây. Ôi trời, đây cho các bác xem này. Đây là những cái mầm gốc này các bác này. Đấy, khi các bác làm những cái mầm gốc to đẹp như này thì các bác ngắm cũng đã sướng rồi. Nên mình không nói đến giá trị kinh tế các bác nhé. Nói giá trị kinh tế thì nó khác. Mặc dù đây là cái hàng mà gọi là hàng thân thủ đấy các bác. Mầm này các bác này. Đi rất là ok các bác nhé. Đấy, mầm đi rất là ok luôn. Cực kỳ ok luôn. Đây này, thân thủ này. Thân thủ này hôm nay cái chậu này nó bị thối mất một cái nhánh như này em ngắt rồi. Ý, nhìn coi nhìn này. Mù mịt luôn, sương khói luôn.
rất là ok. Vườn nhà em thì chủ yếu là HO, làm kinh tế từ HO, và có một chậu, vài chậu phú thọ và một vài chậu bạch tuyết, có tầm 3-4 chậu bạch tuyết đây các bác nhìn này, củ rất là to nhá, củ cực kỳ to. Đấy, lại treo lên những cái chậu này thì treo lên để cho nó thì nó thoáng mắt, thì nó rất là đẹp các bạn. Đó, những cái cây này em đang áp dụng cái chế độ phân thuốc riêng để phục hồi nó các bạn. Đây này, cái cây này năm cây trắng phú thọ này, cái này lá này thì đơn giản thôi. Anh em có một bài chia sẻ là anh em phun siêu lân vào và kết hợp với Superthai, hoặc là chúng ta phun cami Nhật thì cái lá này sẽ hết này các bạn này. Đây, đây là năm cây trắng phú thọ này các bạn này. Năm cây trắng phú thọ này mầm này thì không phải phục hồi, nhưng mà đây mình đang chăm sóc cho những cái kỳ này các bạn này, đang làm bụi phú thọ này để cho nó lớn mạnh nhá các bạn nhá. Còn đây dưới này rất là nhiều các bạn này, nguyên cái mấy cái chậu này thôi cũng phải ngót 2 tỷ của em rồi đấy. Đây này, đây bạch tuyết này, đây chậu bạch tuyết này, đây minh châu này, bạch tuyết này, đây là chậu á hậu cái gì không nhớ nữa, tí nữa phải xem lại tem đấy. Xin mời các bác ngắm nhá. Này các bác nhìn mầm gốc này, mầm gốc của em này, mầm gốc này thì cực kỳ là phê luôn các bạn. À, hơn 20 xe này, mầm gốc này các bạn này, mở lá đi rất là ok nhá. Này mầm gốc này, đây những cái thân đèo đẹp này, đèo đẹp mà mình cho mình phục hồi này các bạn này. Đấy, sau khi phục hồi nó lá rất là ok này. Đấy, lá này bản lá rất là to đẹp này. Đây mầm gốc này các bạn này, rất là đẹp nhá. Đây kể cả chậu này trong góc này thôi, mầm gốc này các bạn này, nhìn những bộ rễ này các bạn này, úi giời, bộ rễ quá là ok luôn. À, bộ rễ nó khỏe thì nó mới tạo ra được những cái mầm gốc ok các bác nhá. Các bác xem cây nhà em thì nó thật sự các bác là bộ rễ là phần quan trọng nhất. Cái bộ rễ là linh hồn sống của cây các bác nhá. Nếu mà bộ rễ không ok thì cây sẽ không ok. Nó có sách máy có trứng, quay cho các bác thêm một vài chậu này. Rễ này các bác này, rễ xanh mướt luôn, rễ rất là khỏe nha các bác nhá. Đây này, đây rễ này các bác này. Này các bác nhìn này, chậu quá đẹp luôn đúng không ạ? Rất là bộ rễ rất là ok các bác nhá, bộ rễ cực kỳ đẹp luôn. Đấy, tổng quan đấy các bác một lần nữa, rễ rất là ok luôn, kẻ bạch tuyết đang ra rễ kìa. Hả? Không, cái đấy không phun đâu. Đấy, rễ rất là ok các bác nhá. Đây này, rễ này. Vì sao mà những cái cây nó phát triển tốt thì bởi vì là những cái mầm này nó ra những cái bộ rễ rất là đẹp các bác nhá, thì nó phát triển tốt. Đây này, đây là hồng nguyên thủy này các bác này, rễ này cực kỳ ok luôn. Và bây giờ nó khá là, video nó khá là dài rồi, tầm 13 phút rồi, em xin phép dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Em xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Bác nào mà thấy video hay, bổ ích, vui lòng đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ngày một phát triển nhá. Em xin chào tất cả các bác.